sang ngang đặt mình vào bộ trang gối, là một mạch đêm tối có khi suốt bao nhiêu ngày quấn quanh mãi trong nơi này. Dần dần rồi thì cũng thành quen, dần dần vì một ngày cay đêm. Cũng may vì không tốn thiếu, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu. Vậy mà hay cuộc đời nhiều chuyện lạ thay, mang tới niềm vui mà người ta không thính. Đành chịu thôi, cô giữ nụ cười ở môi, làm việc mình thôi thế nhưng vẫn có vài ba người cứ hỏi thăm làm nghề đến mấy năm, rằng nhiều lắm khó khăn hay là vui mỗi ngày. Tiền nong thì dễ kiếm không, người ta nhòm ngó cũng đâu, ngoài bạn bè xa thì ai ở bên lúc buồn. Trước khi mình bắt đầu làm nghề này đến bây giờ, mình có biết được nó sẽ thành công đâu. Ôi cái nghề làm dâu trăm họ, sức khỏe thì ngày càng đáng lo. Không biết cô được mấy năm nữa, ta cứ làm mà chẳng cần đắn đo. Cuối tháng vợ đưa hóa đơn tiền viện, tiền nước, tiền sinh hoạt chung. Hôm sau lại tiền bỉm sữa, tiền lãi ngân hàng, tiền đồ gia dụng. Lúc mọi người ngủ thì ta thức, đến 3 giờ dạ dày đau nhức. Cũng còn may khi mà có anh em bên cạnh an ủi, thôi thế cũng mừng. Và không quan tâm đến chuyện gần xa, không sân si đến chuyện nhà người ta, biết thân biết phận mình thôi. Dòng đời trôi chẳng cầu mong điều gì xa hoa quá, chuyện gần xa cuộc đời ta nào thể biến hết nhưng vẫn có. Vài người cứ hỏi thăm làm nghề đến mấy năm, rằng nhiều lắm khó khăn hay là vui mỗi ngày. Tiền nong thì dễ kiếm không, nhiều ngó cũng đâu, ngoài bạn bè xa thì ai ở bên lúc buồn. Vài ba người cứ hỏi thăm làm nghề đến mấy năm, rằng nhiều lắm khó khăn hay là vui mỗi ngày. Tiền nong thì dễ kiếm không, người ta nhiều ngó cũng đâu, ngoài bạn bè xa thì ai ở bên lúc buồn. Làm đến năm 70 tuổi thôi nhá. Yeah.